Thưa quý khán giả, Sở Giao thông Vận tải vừa có thông báo về việc tổ chức giao thông tạm thời tại các khu vực xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, để đảm bảo thực hiện kế hoạch xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 chặt chẽ, thuận lợi và an toàn, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải kiêm Phó trưởng ban Thường trực Ban An toàn Giao thông tỉnh thông báo tổ chức giao thông tạm thời tại các khu vực tổ chức xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh như sau các phương tiện tham gia giao thông không được dừng đổ hoặc xuất phát đi từ khu vực đang tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho đến khi có kết quả xét nghiệm sàng lọc và được xử lý sau khi có kết quả theo quy định trừ các trường hợp xe cấp cứu xe chở thiết bị vật tư y tế xe đưa đón lực lượng phòng chống dịch xe đảm bảo an ninh trật tự xe quân đội xe công an và các trường hợp đặc biệt khác do chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện thị xã thành phố cho phép Đề nghị Ban An toàn giao thông tỉnh, Ban An toàn giao thông các huyện, thị xã thành phố Tây Ninh phối hợp với các lực lượng chức năng của địa phương đảm bảo an ninh trật tự, bảo đảm an toàn giao thông, tuần tra kiểm soát, hướng dẫn tổ chức giao thông phù hợp cho từng khu vực, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm.